rất nhiều người nói và cũng chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi, đang còn khó khăn, đang còn phiền hà, nhưng kể cả chuyên gia lực đã nói rằng vấn đề đấy, nhưng mà tôi muốn đề xuất đề cập hết sức cụ thể là chúng ta phải nghiên cứu để tiếp tục cải cách lại cái thủ tục giao dịch đảm bảo hiện nay. Và tôi xin thưa các đồng chí, tại sao như vậy? Các cái giao dịch khi xảy ra thì khi mà có chuyện thì cuối cùng ấy là tòa án và chính quyền địa phương và doanh nghiệp cái đơn vị chắc chắn là đương nhiên là phải đứng ra để giải quyết. Thế còn các cái vấn đề về công chứng rồi giao dịch đảm bảo cái vòng đăng ký quyền sử dụng đất ấy, thì gần như lúc đấy là họ ngoài cuộc. Cũng có thể rằng là đây là những cái quy định của pháp luật, nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, cái hiện thực ở địa phương. Tôi nói ví dụ như là ở miền núi chúng tôi ấy, mà đi làm cái giao dịch đảm bảo như chúng tôi ở trung tâm thành phố nói gì, nhưng nếu những doanh nghiệp nhỏ vừa hoặc những doanh nghiệp rất nhỏ thì họ phải đi hàng dọc 70 cây số để đến trung tâm huyện đi để làm cái việc giao dịch đảm bảo đấy. Trong khi đó mấy ông ở huyện làm sao mà biết được cái thực tế đặt đất của người ta còn ở nhà còn bán hay không, tài sản người ta có cái gì, mà cái chính quyền địa phương ở sát sườn đấy phải làm cái chuyện đấy. Hạ tầng cơ sở, thượng tầng kiến trúc, những cái cơ vị trực tiếp với người dân. Thế nên tôi cho rằng giao dịch đảm bảo chỉ cần chính quyền địa phương xác nhận vào cái tài sản của người ta thế này là có thể được. Thế và đang có hiện trạng nó là như cái gì. Bây giờ báo cáo với chính vị đại biểu là đưa ra công chứng mất rất nhiều tiền. Thế rồi lại phải đi tìm một cái chỗ công chứng để đi công chứng để làm khế ước này, rồi công chứng tất cả các loại công chứng này. Người dân nghèo họ mất vài triệu bạc. Từ 500 đồng rồi, 500 đồng rồi, từ cái vài trăm đồng rồi lên thôi, cái vài triệu là cái chuyện bình thường. Chuyện đấy tôi nghĩ là không cần thiết. Chúng tôi không cần biết là cái bộ luật quy định nhà nghèo nào, nhưng mà từ cái thực tế cuộc sống ấy thì tôi nghĩ rằng là phải nghiên cứu một cách kỹ càng để làm thế nào đó cải cách lại hoạt động giao dịch đảm bảo hiện nay. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là đối với các tài sản thế chấp hiện nay tình trạng hiện nay là ngân hàng và doanh nghiệp, là nếu như mà báo cáo thực với các vị quý vị đại biểu không như đồng chí ở vụ chính sách nói đâu, ông cũng có tài sản tôi cho vay. Cho nên tôi đề nghị ngân hàng nhà nước có một cái hướng dẫn, có một cái chế tài gì cho các ngân hàng thương mại là phải tập trung nghiên cứu nhiều cho cái tính khả quan của khả thi của dự án. Tài sản thế chấp như đồng chí vụ trưởng đã nói, nó chỉ là cái cơ sở để đảm bảo mức độ nào đấy thôi. Thế còn báo cáo thực với các đồng chí là đây có cả các ngân hàng thương mại, nếu chúng tôi có đầy đủ tài sản như thế rồi, ngăn ở các anh rồi thì là cần gì nhiều lúc tôi không cần vay. Ở đây có một câu chuyện là tôi muốn chia sẻ thêm một chút ấy. Tất cả chúng ta đều phải cùng nhau hết sức thiện chí và cùng nhau ngồi với nhau để chia sẻ một cách hết sức là trách nhiệm và thỏa đáng. Tôi nói ví dụ tại sao cái hoạt động tín dụng ngầm nó hoạt động tốt ấy. Nó không cần cái gì đâu. Cái này ngân hàng thương mại phải nghiên cứu. Thậm chí nó không cần thế chấp. Thì tôi lãi suất nó cao thôi. Nếu cần thiết phải đảo nợ là chúng tôi cũng phải dùng đấy. Lý do đây là 1-2 tháng chỉ cần lãi suất nó cao thôi. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn giữa hai cái quan hệ nó vẫn có cái niềm tin vào nhau, và nó thực sự đấy, báo cáo với quý vị đại biểu, các đồng chí đặc biệt là các anh chị em đang hoạt động ngân hàng đây, họ không rủi ro bằng các bạn. Cái chuyện rủi ro của họ xảy ra rất ít, chúng tôi đã theo dõi. Thế cho nên là những cái vấn đề mà cái tài sản thì chúng ta phải làm thế nào đó để chúng ta xác định được cái đối tượng chịu trách nhiệm đến cùng trong cái cuộc chơi này, kể cả phía doanh nghiệp và phía ngân hàng. Phải chăng là ngân hàng vẫn tiếp tục nghiên cứu để có một cái cơ chế nào đó giao quyền phân cấp quản lý cho các ngân hàng thương mại, cái trách nhiệm của ông giám đốc của cái cơ tổ chức tín dụng đấy một cách rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn và gắn trách nhiệm vào đấy, làm thế nào sao ông phải chịu trách nhiệm đến cùng, đừng dùng nhiều cái chế tài, đừng dùng nhiều cái công cụ pháp luật quá để kìm chế, tức là làm rào cản cho họ. Thế tôi đề nghị mấy vấn đề như vậy. Thì cũng mong là đặc biệt là quan tâm đến cái việc mà kể cả cái việc làm chính sách, tôi xin nói một chút vì tôi đang làm công việc công nghệ cao, cho nên là tôi cũng đề nghị là cái gói 100.000 tỷ không bao giờ tiếp cận được. Bởi vì công nghệ cao là cái gì hiện nay chúng ta chưa xác định được, cho nên là đề nghị nếu như có cái gói tín dụng này thì tôi đề nghị luôn là để cho các cái doanh nghiệp ứng dụng các cái khoa công nghệ ứng dụng được nhiều thì nó tỷ lệ thuận với cái việc là ông được hưởng lợi nhiều, ông dùng ít thì ông được hưởng ít. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo lương nước cao thì chỉ có mấy ông rất lớn mới được hưởng thôi. Đề nghị là ngân hàng nhà nước quan tâm để điều chỉnh lại cái chính sách đó. Xin hết. Cảm ơn anh Thắng.